là ăn ngủ ổn định. Thứ hai nữa là cái đau nhức là nó giảm là được là 90% là không còn đau nhức bị bạ nữa. Hiện tượng sưng đau nhức là không còn nữa. Giấc ngủ thì ngon giấc, tiêu hóa thì tốt. Trước thì tiêu hóa nó loạn xạ. Đi lại thì bình thường, đi lên là qua là uống. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.